Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em là Cường Kê Thần. Em là một chuyên gia về đồ high hand, đồ second hand hay còn được gọi là đồ hàng thùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với clip vào lúc 20 giờ tối hàng ngày trên kênh này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục series áo phông cổ bẻ cho mùa hè năm nay nhé. Và ngày hôm nay em vẫn sẽ để giá là 250.000 cho một sản phẩm với mã là mã từ K1 đến K50. Nhà em cập nhật hàng liên tục nhé, thế nên là tất cả những sản phẩm mới lên sẽ là những sản phẩm mới. Ngay bây giờ hãy cùng Cường Kê Thần khám phá clip ngày hôm nay nhé. Ok, và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ đến ngay với mã đầu tiên luôn, sẽ không dài dòng nữa. K1 bọn em có thông số hết ạ. K1 chúng ta sẽ đến với một con của Polar Ham, và con này thì màu của nó là màu xanh tím than đậm nhá. Rộng vai 46, dài 72 và độ rộng bụng là 49. Áo rất là mới nhá. Những ai mà đã từng nhận áo nhà em thì chắc chắn sẽ biết về độ mới áo rồi. Em sẽ không nhắc lại câu chuyện độ mới áo nữa. Đều là trên 90 hết. Chúng ta sẽ có một con Polar Ham với chất liệu là 100% cotton. Và hàng mở kiện nước đầu tiên, bao check chính hãng, bao mở hàng ra kiểm tra và bao ship. Con này đến từ Hàn Quốc ạ. 65 đến 72, cân nặng 60-70. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã K2. Chúng ta sẽ đến với Decente. Decente là một cái thương hiệu với gọi là cái logo ba chạc. Màu bình thường là nó sẽ là màu trắng ở trên áo. Con này thì chất liệu là chất liệu thể thao này. Chúng ta sẽ có 65-72, cân nặng 60-70 tiếp với form size M. Rộng vai 46, dài 74 và độ rộng bụng là 49 nhá. Đây, hàng 2 cúc đầy đủ. Và con này đến từ kiện Nhật. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái con với cái màu sắc rất là đẹp. Chúng ta sẽ đến với một con cotton 100% đến từ thương hiệu Musingwear. Con này thì hàng của nó là hàng Hàn. Rộng vai 42, dài 70 và độ rộng bụng là 48. Form là form size M nhưng là form slim fit. Nó sẽ có họa tiết là những cái chú chim cánh cụt đấy ạ. Và cái chất liệu cotton này là chất liệu cực kỳ cao cấp nhá. Đây mọi người nhớ kỹ giúp em này. Áo rất là mới. Anh em nào thích độc lạ thì có thể chọn sang mấy cái mã kiểu như này. 65-72, cân nặng 60-70 nhưng mà là form slim fit. Và đây là hàng Nhật nha anh em nhé. Đây. Anh em nhìn tem mới chưa? Đấy, tem Nhật. Đó. Mã tiếp theo ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến ngay với mã K4 và chúng ta sẽ đến với GERT. Đây là chất liệu vải đũi. GERT thì nó là một cái thương hiệu quá nổi rồi đúng không? Chính vì thế nên là chúng ta sẽ không nói nhiều về thương hiệu nữa, chúng ta sẽ nói về chất liệu. Chất liệu con này là cotton mỏng hay còn được gọi là vải đũi đấy. Anh em hay mặc vải đũi thì anh em biết. Rộng vai 54, dài 79 và độ rộng bụng là 54 luôn. Con này nếu mà anh em mà to béo thì mặc size M. 65-72, cân nặng 60. Và nếu mà mặc form body là 60-75. Hoặc không thì cứ 60-70 mặc giúp em nhé. Hàng của GERT, vải đũi, mặc cực kỳ mát luôn. Màu kem hồng. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Giordano với size S. Rộng vai 43, dài 66 và độ rộng bụng là 48. Chúng ta sẽ đến với K5. Áo mới chưa? Con này 1m60-1m65 và cân nặng là từ 65kg đổ xuống, mặc giúp em nhé. Còn độ mới của cotton, mọi người cứ nhìn kỹ là biết. Đây, em sẽ lên clip thật là chậm thôi. Từng sản phẩm một. 250 cho một mã, bao ship. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con mà anh em nếu mà đi Peugeot 2008 hay là 3008 thì có thể chọn sang mã này. Đây là một con của Peugeot ô tô đấy. Logo hình chú sư tử đấy. Chúng ta sẽ có chất liệu là chất liệu 40% là polyester, còn 60% là cotton. Cái chất này thì vừa mát mà không phải là nhiều. Một con áo của Pogus với rộng vai 47, dài 68 và độ rộng bụng 53. Con này thì nếu mà là chất theo kiểu tên gọi dân dã thì đây là chất thể thao nhé. Độ mới trên 90. 65-72, cân nặng 60-70 nhưng mà là form slim fit ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với những sản phẩm của Ralph Lauren. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một con Ralph Lauren với 100% cotton và con này ở trong kiện Mỹ. Chính vì thế nên là form nó rất to nhé. Con này là form size L. 1m70-1m80 và cân nặng là 70-80. Rộng vai 56, dài 87 và độ rộng bụng là 61. Chúng ta sẽ đến với một con màu xanh lá với chất liệu là 100% cotton. Áo thì khỏi bàn về độ mới nhé. Riêng những cái sản phẩm em lên trong khoảng thời gian gần đây đều là những sản phẩm mới nhất của kiện rồi. Tiếp theo ạ.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã K8, chúng ta sẽ đến với Giordano. Đây là một con màu xanh dương này. Con này là xanh tím than nhé. Con này thì mặc 6572, cân nặng 60-70, mặc form slim fit. Rộng vai 45, dài 70 và độ rộng bụng là 47. Slim fit nghĩa là nó sẽ hơi rộng một chút và nó sẽ kiểu sát người ạ. Thì cái câu chuyện là những con áo này thì nó sẽ mặc kiểu để đi làm hoặc là đi dự hội nghị đám cưới thì sẽ hợp lý hơn. Mã tiếp theo ạ, K9, chúng ta sẽ đến với Aniquilo với chất liệu là cotton dày. Con này thì cotton của nó khá dày nhé. Rộng vai 47, dài 70, 69-70 và độ rộng bụng là 54. Con này lại tiếp tục là một con với độ mới rất cao. Nó có một vài vết đằng sau lưng nên con này sẽ là 99.000 nhé. Nhưng mà chuyển khoản nhé, chuyển khoản trước. 65-72 và cân nặng 60-70. Form của con này là form slim fit, chất liệu là 100% cotton và nó là Aniquilo của Nhật. Đấy, em nhìn kỹ giúp em, hàng rất là đẹp. Tiếp đi ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với màu xám đậm của Giordano. Toàn những thương hiệu to đây, mã 10. Rộng vai 45, dài 69-70 và độ rộng bụng là 48. Tiếp tục là size M form slim fit, 65-72, cân nặng 60-70. Màu xám đậm của Giordano. Bây giờ anh em chỉ cần xem là cái form và cái màu của nó có vừa hay là phù hợp hay không thôi, chứ còn giá cả và độ mới thì nhà em bao thị trường luôn nhé. Tiếp ạ. Polo Ralph Lauren với size S, rộng vai 42, dài 66 và độ rộng bụng 42. Đây hàng của Ralph. Những cái con Ralph chính hãng này giá của nó toàn 2-3 triệu một con, thậm chí có những con lên đến hơn 4 triệu cơ. 1m60, 1m65 và cân nặng là 60-65 hoặc nhỏ hơn mặc giúp em nhé. Đây là một con rất là nhỏ, chính vì thế nên là anh em nào mặc size S bình thường là mặc giúp em, mặc size S. Đó, tay em mặc. Tiếp đi. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã K12, chúng ta sẽ đến với Aniquilo, chất thể thao. Hàng Nhật Bản, độ mới thì khỏi phải bàn. Con này là size S tiếp. Rộng vai có 36 thôi, dài 64 và độ rộng bụng là 42. Dưới 1m65 và dưới 65kg. Mặc giúp em con này. Độ mới thì khỏi phải bàn nhé. Riêng áo, những cái con nào mà có một vết nhỏ nhỏ thôi là em đã bán 99.000 rồi. Thì mọi người biết là những cái con mà như thế này thì giá của nó, ồ thực ra là giá của em quá rẻ rồi. Nếu mà nói về giá không thì những cái con này nó phải mới lắm. 13, K13 chúng ta sẽ đến với rộng vai 45, dài 70 và độ rộng bụng 51. Aniquilo, hàng Nhật tiếp ạ. Tất cả những con này đều mở ra từ trong kiện polo của Nhật. 65-72, cân nặng 60-70 ạ. Size M, không một vết bẩn đâu nha, không một vết xước, áo cực kỳ là đẹp luôn. Đây từ tem mác cũ kiếp, mọi người nhìn kỹ giúp em. Cái hàng nhà em này em sẽ cho mọi người lên thoải mái, thế là mọi người săn từ từ thôi cũng được, không cần thiết phải vội đâu. 14 ạ, chúng ta sẽ đến với một con Aniquilo với độ mới là 99%. Em nói đến 99% mọi người biết là nó sẽ phải như nào rồi đúng không? Con này trong store như nào thì con này chả khác gì cả. Rộng vai 55, dài 73 và độ rộng bụng là 65. Con này là mặc size M nhưng mà là mặc size M theo kiểu form bụng to nhé. 60-70kg và chiều cao là 65-72 nhưng mà form to. Tiếp đi ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với K15, chúng ta sẽ đến với Decente chất thể thao này. Con này là Decente dòng gốp, dòng gold ấy. Rộng vai 47, dài 75 và độ rộng bụng 52. Vẫn là size M nhưng mà là dòng gốp và chất là thể thao thoáng khí đằng sau lưng của nó đấy. Đằng sau lưng của nó có hệ thống là dệt giống kiểu dệt, nếu mà zoom to lên thì mọi người sẽ thấy là nó dệt theo kiểu dệt tổ ong ấy. Nên là nó rất là thoáng khí nhá. Tiếp đi ạ. Tất cả đều hiệu to đấy. K16 chúng ta sẽ đến ngay với Cologne Sport và chúng ta sẽ đến với một con với một cái thương hiệu rất nổi đồng cùi đà, hàng của Cologne Sport siêu bền nhé. Rộng vai 44, dài 67 và độ rộng bụng 51. Con này thì mặc size M nhưng mà nó hơi ngắn nha anh em nhé. Thế nên là anh em nào mà tầm khoảng 60-68 là chiều cao và cân nặng là 60-70 thì mặc giúp em. Nó hơi ngắn đấy. Còn độ mới thì chấm hết. Size S này, 17, chúng ta sẽ đến với Decente size S. Đây, nó xịn đến như nào anh em. Cúc. Đó. Con này, à không, con này không phải size S đâu, con này form size nữ đấy anh em. Sorry anh em nhé, con này có thít eo. Rộng vai 36, dài 62 và độ rộng bụng là 41. Anh em đo quần áo của chị em ở nhà, xong rồi mua nhé. Giúp em nhé.
Đây đều là những con hàng rất là đẹp. Con này form nữ anh em nhé. Nó có thịt eo và tay rất nhỏ. Mã tiếp là mã 18, K18. Chúng ta sẽ đến với thương hiệu Pat. Đây là một cái thương hiệu mà logo của nó là logo hình chú tê giác ấy. Áo rất đẹp luôn. Và vải này là vải cốt tông thoáng khí. Rộng vai 52, dài 73 và độ rộng bụng 58. Con này là size M nhưng mà cân nặng có thể nhích lên 75kg. Tức là M nhưng mà theo kiểu M béo. Anh em to béo mặc giúp em. Vải này là vải 100% cốt tông và là cốt tông thoáng khí. Mã tiếp theo là mã 19. Chúng ta sẽ đến với vải đũi của Aniquilo. Đã là Aniquilo rồi còn vải đũi màu trắng. Rộng vai 53, dài 75 và độ rộng bụng 53 luôn. 6572, cân nặng 60-70. Mùa hè còn dài lắm anh em. Mỗi anh em làm phát 5-7 con mặc cho nó sướng. Không, nếu mà mình mua không cho mình thì mình mua cho người thân cũng được. Giá nó quá rẻ rồi anh em. Tiếp ạ. Chúng ta đã đi được 1/3 chặng đường. Chúng ta sẽ đến với Crocodile. Đây là thương hiệu được mệnh danh là cá sấu của châu Á. Nó chất vải giống Lacoste ạ. Rộng vai 50, dài 71 và độ rộng bụng là 55. Hàng của Crocodile, một thương hiệu quá nổi của Hàn. Chúng ta sẽ đến với cốt tông mềm. Chúng ta sẽ có form size, cốt kiệt đầy đủ này. Chúng ta sẽ có form size 6572, cân nặng 60-70. Form thoải mái. Nhà em đa phần lấy size M đây, gáp. Đấy, lại thương hiệu to này. Cốt tông mỏng, rộng vai 48, dài 73 và độ rộng bụng 49 nhé. Họa tiết nó như này. Chất liệu con này nó giống như kiểu chất liệu vải lụa ấy, sờ và rất mịn và mỏng. Lại tiếp tục là form 6572, cân nặng 60-70 nhưng mà là form body. Em có đọc thông số hết đấy nhá, anh em lưu ý thông số áo giúp em. Em nghĩ là đối với cả khách lạ thì mới khó thôi, chứ còn khách quen của nhà em mà mặc size M quen rồi mọi người sẽ biết là size M nó sẽ khoảng nào. 22 chúng ta sẽ đến với Asics, chất liệu thể thao hàng của Nhật Bản. Con này 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60 đến 65 đấy. Hàng của Asics Nhật. Đây, logo. Chúng ta sẽ đến với rộng vai 43, dài 68 và độ rộng bụng có 51 thôi nhá. Con này là lai giữa size M và size S. Nhưng mà em nghĩ là mặc size M nhỏ sẽ hợp lý hơn là size S. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con màu xám đậm với mã K23. Chúng ta sẽ đến với Aniquilo cốt tông 100%, hàng Nhật Bản. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 65kg. Độ mới rất cao. Em nhấn mạnh lại đấy, hàng nhà em hàng nước 1. Rộng vai 46, dài 67 và độ rộng bụng là 50. Con này hơi dày nhá, cốt tông 100% nhưng mà riêng bọn Aniquilo ở chất cốt tông nó bị dày hơn so với các hãng khác ấy. Cân nhắc nhé. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với vải, gọi là vải, con này gọi là vải gì? Vải len mỏng à. Nó là cốt tông 100% nhưng mà em thấy cái vải này nó giống vải đũi lắm. Rộng vai 44, dài 76 và độ rộng bụng là 49. Con này nó là dạng vải co giãn nhá. Thế nên là anh em mặc form size L hay size M đều được hết. Tem da là nào thế này. Chất này thì siêu mát luôn. Em đọc lại này. Rộng vai 44, dài 76 và độ rộng bụng là 69. Hàng của Zara Men với mã là mã K24. Rất đẹp nhá. K25 ạ. K25 chúng ta sẽ đến ngay với một con Polo Rauren màu hồng. Rộng vai 48, dài 77 và độ rộng bụng 58. Con này trong cục Mỹ. Một con với thiết kế dành riêng cho những ai da trắng này. Con này da đen mặc vào nhìn kinh á. Thế nên anh em da trắng mặc giúp em nhé. Cốt tông 100% và chúng ta sẽ đến ngay với một em Polo Rauren với form size 6875, cân nặng 6575. Rộng vai 48, dài 77 và độ rộng bụng là 58. Logo là logo nhỏ, được thêu ở ngực bên trái. Ok chưa? Không một vết bẩn. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã K26. Chúng ta sẽ đến một con Giordano. Sờ to như nào thì áo nó như vậy. Rất mới. Rộng vai 50, dài 76 và độ rộng bụng là 56. Con này size M to đấy. 6572, cân nặng 60 và mắc là 75 nhé. Trong khoảng từ 68 đến 75, cân nặng là mặc con này là đẹp nhất. Form con này form ngang nó to. Đó. Còn cả con áo ấy, em bảo nó mới là rất mới luôn. Hàng nhà em thì thực ra còn rất là nhiều nhưng mà em sẽ cập nhật thường xuyên cho anh em, đổi liên tục luôn. 27, rộng vai 46, dài 69-70 và độ rộng bụng là 49, hàng của Giordano và con này màu xanh này, xanh lá mạ. Form size này, 6572, cân nặng 60-68 đấy.
Khoảng size của con này thì nó sẽ nhỏ hơn, bởi vì là con này là form slim fit, form body. Độ mới thì em nhắc lại một lần nữa là chấm hết về độ mới nhá. Mới, rất mới luôn. Polar Ham với mã 28, con này cổ bò nhá. Cổ tàu nhưng mà là cổ bò. Rộng vai 43, dài 70 và độ rộng bụng 46. Con này form slim fit ý. Hàng của Polar Ham. Cốt tông 100%. Con này em sẽ để tặng nhá, nó có 1-2 vết ở đằng tay 60-68. Đây, nó có mấy vết ở đây này. Nhỏ nhỏ thôi. 60-68 là cân nặng. Còn chiều cao là 1m60-1m70. Tem mác cũng kêu đầy đủ nhá. Nó có 1-2 vết em đem tặng luôn. Nhưng mà tặng này là không có chốt riêng đâu nhá, chốt cùng với sản phẩm mua ạ. Polar Ham với mã 29, chúng ta sẽ đến với màu con này là màu xanh tím than. Rộng vai 49, dài 75 và độ rộng bụng 54, hàng của Polar Ham. Toàn thương hiệu to ấy chứ, có phải là cái hàng gọi là hàng thương hiệu vớ vẩn không? 65-72, cân nặng 60-75 ạ. Rộng vai 49, dài 75 và độ rộng bụng 54. Tại sao em lại để khoảng size như vậy? Bởi vì là rất nhiều người thích mặc rộng rãi thoải mái. Còn nếu mà mặc form body thì 75kg mặc là body ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Giordano màu xanh lam với mã K30. Con kia là K29 nhé. Rộng vai 48, dài 73 và độ rộng bụng 50. Con này là size M chuẩn, 65-72, cân nặng 60-70. Anh em nào mà chưa tin tưởng thì có thể theo dõi kênh này thêm một thời gian nữa nhé, trước khi mà đặt quyết định mua. Còn kênh của nhà em thì lúc nào hàng nó cũng cháy, lên liên tục nhưng mà vẫn cứ thiếu hàng bán anh em. Mã tiếp theo là mã 31, chúng ta sẽ đến với cây Sweet, hàng thể thao thoáng khí. Rộng vai 50, dài 73 và độ rộng bụng 56, con này màu xanh dương. Chất liệu thể thao thoáng khí. Nó rất là thông thoáng ấy, nó giống kiểu là những cái đường lai áo ở phần hông của bọn Nike hay bọn Adidas ấy. Chất này nó vừa nhẹ mà nó vừa mát. Con đấy là size M tiếp nhé, 65-72, cân nặng 60-70. Tiếp theo là mã 32, chúng ta sẽ đến với Polar Ham tiếp này. Đấy, rộng vai 43, dài 67 và độ rộng bụng là 46. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65kg mặc giúp em, nếu mà mặc để thoải mái. Còn nếu mà mặc form body thì 1m60-1m68 ạ. Em nhấn mạnh rất nhiều và em cũng tư vấn rất nhiều sản phẩm dựa trên cái kinh nghiệm bán hàng hai hè trong suốt 5 năm của em. Chính vì thế nên mọi người cứ theo đúng cái thông số đấy mà mặc thôi. Amber Chrome by and Fit, đây là một cái thương hiệu mà làm áo hay là làm quần rất bền nhé. Chất liệu con này là cốt tông mềm. Với mã là mã K33, rộng vai 43, dài 73 và độ rộng bụng 48. Tất cả đều là hàng hiệu hết ạ, cốt tông mềm. 65-72, cân nặng 60-70. Logo hình chú hiêu và có và thêu. Không phải có gì cả, thêu. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã K34 Elancer Italia. Chúng ta sẽ đến với một con Elancer với chất liệu là cốt tông mềm. Chúng ta sẽ có rất nhiều tem ở đây. Rộng vai 48, dài 70 và độ rộng bụng là 54. Chất liệu là cốt tông vừa mềm vừa mỏng này. 65-72, cân nặng 60-70 nhé. Hàng thương hiệu của Ý. Áo ngon như thế này em bán, bây giờ em bán 250. Rất dễ chơi, em bán số lượng là chính ấy. Lãi ít ấy. Bảo không có lãi thì chỉ có bốc phét anh em. Không có lãi thì chỉ có hàng 99.000 là nhà em không có lãi thôi. Nhưng mà mấy con này là có lãi. Polo Ralph Lauren này, mã 35. Rộng vai 43, dài 68 và độ rộng bụng 44. Cái kiện nào mà em sẽ bảo có lãi là có lãi. Còn có những cái kiện mà nó không có lãi thật. Ví dụ như kiện da hôm trước là em sale 50% so với giá gốc thì nó là không có lãi thật. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65kg. Hàng của Ralph Lauren. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 36. Chúng ta sẽ đến với Lecap Sport. Thể thao luôn nhá. Dòng này là dòng gốp, chuyên để dành cho những anh em đi đánh gôn. 65-72, cân nặng 60-70 nhé. Logo con này là logo in. Rộng vai 48, dài 71 và độ rộng bụng 56. Không thể tìm thấy một vết bẩn nào trên áo. Áo thể thao, hàng xịn. Tem đọc được từng chữ một. Đấy, hàng nó như thế này. Không cháy hàng mới là lạ. Mã tiếp theo ạ, chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Rộng vai 45, dài 70 và độ rộng bụng là 47 với mã K37. Tại sao em không cần nhìn logo em đã biết là thương hiệu nào rồi? Bởi vì mỗi một cái thương hiệu nó sẽ có một cái đặc trưng riêng.
65-72 cân nặng 60-70 và form là form sát người. Nếu anh em muốn mặc form thoải mái thì 68kg đổ xuống mặc giúp em. Hàng bán đi, đọc được từng chữ một nhá. Đấy, cái tem, đến cái tem nó còn mới như này cơ mà. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con còn nguyên cả tác luôn. Dã man. 38 rộng vai 51, dài 72 và độ rộng bụng là 56. Cô tông cá sấu hàng của Hitech. Đây. Chất liệu thun lạnh. Nguyên tác luôn. Giờ mắc ấy. Áo mới 100%. Nói là 100% em cứ bảo mới trên 90 đấy. Anh em nào thích chọn mấy cái mã đắt tiền. Con này made in Myanmar nhé. Đây. Nguyên cả tác giá luôn. Giá này có hơn triệu thôi, không đắt lắm. Nên độ mới cao. Lê cáp sport rộng vai 50, dài 73 và độ rộng bụng là 51. Chúng ta sẽ đến với một con lê cáp màu trắng. Đẹp chưa? 65-72 cân nặng 60-70 đẹp lắm. Chất liệu thể thao co giãn 4 chiều nhé. Em chia sẻ với mọi người là em cứ lên dần dần thôi, kiểu gì cũng hết. Mã này là mã K39 ạ. Chúng ta còn 11 mã nữa. K40. Chúng ta sẽ đến với một con Polar Ham cổ tàu. Chất liệu là cô tông mềm. Rộng vai 41, dài 65 và độ rộng bụng là 43. Con này form slim. 1m60, 1m65 và cân nặng là 60-65 mặc giúp em nhé. Chất liệu là cô tông mềm. Mặc cái chất liệu này thì cho mùa hè ấy, là chấm hết về độ xịn sò và độ sướng luôn. Chất liệu cực kỳ là nịnh da. 41 ạ, Polar Ham. Con này màu xanh, xanh gọi là xanh gì nhỉ? Con này xanh dương nhạt. Rộng vai 43, dài 67 và độ rộng 49. Nó xịn đến như thế nào anh em nhìn kỹ giúp em nhé. Này, đầu tiên này, đây là cái tác giả thật. Cổ tay, cổ tiếc còn nguyên. Không bạc một tí nào màu luôn, không bị bẩn nhé. Đấy, và đấy là cái giá trị của hàng thùng tuyển anh em. Cái giá trị của hàng nước 1. Chỉ có nước 1 mới có thể làm được cái này thôi. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65kg. Mã tiếp theo là mã 42, chúng ta sẽ đến với GERD. Hàng của GERD. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65 luôn này. Con này thì form nó là form nhỏ. Rộng vai 44, dài 60 và độ rộng bụng có 47-48 nữa. Hàng của GERD nhé. Chất liệu cốt tông mềm. Tiếp đấy ạ. 43, chúng ta sẽ đến với một cái con hàng mà sau lai không hỏi lại nhé. Under Armour. Chất thể thao. Con này thì không được mới lắm. Đây em nói thẳng luôn, nhưng mà thương hiệu nó to. Áo nó rất xịn. Cốt kia cái thứ còn nguyên này. Đấy mọi người nhìn kỹ thôi em. Đây, tem hàn này. Chất thể thao nhé. Rộng vai 51, dài 75 và độ rộng 56. 250, bao ship. Anh em lên nhà thì em sẽ để cho 200.000 nhé. 44 ạ, chúng ta sẽ đến với GERD. Con này em bán không biết bao nhiêu con giống như này rồi. Rộng vai 50, dài 70 và độ rộng bụng 54. Chất liệu là 100% cốt tông màu xám đậm. 65-72 cân nặng 60-70, hàng của GERD. Tất cả logo là thêu hết. Đây, cúc, tem, đủ hết nhé. Mọi người đừng mở hàng ra kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em nhé. 45 chúng ta sẽ đến với rộng vai 45, dài 71 và độ rộng bụng 50. Một con Kurokudai với chất liệu thể thao thoáng khí. Con này thì các chú các bác rất thích này. 65-72 cân nặng 60-70. Cái màu này ấy, là một trong số những màu mà mặc lịch sự cũng được, mặc đi chơi cũng được. Tem mác ở dưới nhá. Không một vết bẩn. 46 chúng ta sẽ đến với pin Poles. Ôi con này mới thế. Rộng vai 40, dài 66 và độ rộng bụng 45. 39-40 đấy ạ. Tầm tầm đấy. Đẹp chưa? Mới chưa? 1m60, 1m65 mà cân nặng dưới 65 mặc giúp em, hàng của pin Pole. Con này em bảo mới 99%, mọi người tin hay không thì tùy, nhưng mà nó mới lắm. Cứ nhìn này. Cứ nhìn tất cả những chi tiết hình thành cái con áo mọi người sẽ biết nó rất mới luôn. Tiếp ạ. Và tất cả đều hàng hiệu ấy chứ. 47, Giordano màu xám đậm, rộng vai 49, dài 73 và độ rộng bụng 52. Một em Giordano với thiết kế rất đơn giản. Chất liệu cô tông mềm 100%. 65-72 cân nặng 60-70 và độ mới vẫn vậy đấy. Những cái kiện gần đây đều là những kiện rất mới của nhà em nhé. Mà em lọc kỹ lắm. 48 chúng ta sẽ đến với cây Sweet. Size S, hàng thể thao. Nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nó rất xịn.
Và quan trọng nhất là đến thời điểm hiện tại là nhà em rất là nhiều hàng, anh em chọn thoải mái. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65, rộng vai 43, dài 66 và độ rộng bụng 49. Thường thường ấy là để gọi là kỳ vọng rất nhiều vào cái mức giá 250 cho một con áo thì nó quá rẻ đúng không? Nhưng mà đây đều là những sản phẩm mà anh em bỏ tiền ra để thuê khách sạn 3 sao và anh em sẽ nhận được 5 sao. Anh em cứ mở hàng ra kiểm tra trước khi nhận giúp em để xem em nói có đúng không. Aniquilo với mã K49, rộng vai 44, dài 70 và độ rộng 51. Còn giá này là vô địch thiên hạ nhé. Đừng so sánh với nước 2, nước 3 hoặc là hàng đi nhặt linh tinh anh em. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Hàng của Aniquilo, chất liệu cotton 100%. Cái hàng nước 2 nhà em không có luôn. Nhưng mà nếu có thì em chắc bán 99.000 là cùng. Cái hàng mà bọn em nhặt xong rồi xong bắt đầu đi nhặt lại. Hoặc là cái hàng mà nó thải loại các kiểu. Em sẽ không nói chuyện với những cái hàng đấy. 50 là Polo Rap Lauren, rộng vai 42, dài 72 và độ rộng bụng 42. Logo to luôn nhá. Con này 1m60 đến 1m70 là chiều cao. Còn cân nặng thì từ 60 đến 68kg. Bởi vì con này là form slim fit. Hàng chính hãng của Rap. Con này em search giá nếu không nhầm là hơn 3 triệu. Và đây một con mới đến 95% đây. Giá bao nhiêu? 250. Anh em cứ đi tất cả các kênh mà xem. Em là thằng đầu tiên bán này và em top 1 thị trường. Thế nên là cái câu chuyện nó khác hoàn toàn luôn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã đến với clip của Cường Người Thân. Và trưa mai chúng ta sẽ gặp lại nhau với quần ngố nhé. Bye bye.